Chào mọi người. Giải cứu tôm hùm. Tôm hùm giải cứu gì ký 800 ngàn. Mới ra mua. Sống ngon lành luôn này. Con này 300 quan. Giải cứu. Không biết là thật hư cái nó thịt làm sao này. Để đây giờ tôi rửa bị đi hấp. Cho nó làm sao. Cũng to cũng ngon mà không biết làm sao. Chưa bao giờ ăn tôm hùm nghe các bạn. Giờ mới có dịp để làm YouTube để mà ăn thôi, còn không chắc không ăn đâu. Cơm đã. Con này 4 lạng. Ghê quá, cái rậu của nó thì gai 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 không. Khó ăn như quỷ vậy. Cầm đấu cho máu chưa. Nha thôi. Tôi giới thiệu sơ thôi, giải cứu nghe các bạn. Không biết đường coi nó chịch búa chịch sen gì không đây. Giờ bỏ đi hấp. Đó, đó, ngon lành cành đào. Rồi. Giờ để tôi đi hấp cho các bạn coi thịt lần sau cho tôi thấy trên mạng gì Facebook người giải cứu tôm hùm gì cái đầu cái to cái thịt nó tí tẹo. Để tôi ngưng nha. Để tôi đi hấp rồi tôi sẽ làm tiếp cho các bạn coi thịt thả nó làm sao. Đây. Con tôm này tôi hấp xong rồi nè. Không biết làm sao đây nè. Wow. Tôm hùm. Ui dạ. Ơi. Được được. Không giống như trong mạng. Nó giống trên Facebook. Nhìn con tôm. Béo quá. Úi da ơi, cái này chắc phải lấy cái kéo cắt rồi. Cứng như vậy á. Béo ghê luôn các bạn. Ăn ít lần bao nhiêu? Bây giờ ba trăm quan bỏ ra ăn này sót tiền chết luôn. Trời ơi ngon. Đây. Cái đầu vừa nó ăn sao cơ. Ui da.
Ba ơi, bạn cái đầu không ba? Bạn cái đầu không? Không con ngăn ơi. Không cái đầu nó toàn cái chân không à? Nó không giống con cua bác ạ. Cái đầu nó toàn cái chân y như con tôm bình thường á. Điều có cái là cái thịt, con thấy cái thịt nó dài hơn. Dơ. Ăn uống các bạn. Được lấy cái sọ nó làm gì không Đức? Con tôm này giống ăn con gà quá. Tôm đem mình đem ra chế tỏi ngon.
được không? Ghi cái đầu nó không nỡ bỏ, nó uổng ghê luôn á. Bị đau bụng hả? Cái đập bể đâu rồi mà phải tội, cũng không phải tội mà uống á. Vậy cho đẹp. Đâu. Nó thịt con cua. Trăm quan. Tốt nha. Để cháo cho con nhóc. Ngon quá. Rồi, chào mọi người, đây. Giải cứu tôm hùm như vậy thôi nha. Tôm này được chứ nó không có đến nỗi mà như Facebook đưa gì, cái đầu thì bự ba lớn nhưng mà cái thân nhất bằng ngón tay ấy, nằm vậy nè. Trời ơi. Đúng cua giải cứu luôn. Ờ đẹp không? Quá tuyệt vời luôn. Bye bye, chào mọi người nha.